Thưa quý vị, sau khi được xếp hạng là di tích lịch sử cấp thành phố, hiện nay cụm di tích lịch sử Nam Hồ thuộc phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu đang được đầu tư để bảo tồn, tu bổ và phục hồi, qua đó giữ gìn và phát huy hồn cốt của làng chài cổ này. Cụm di tích lịch sử Nam Ô bao gồm đình Nam Ô, lăng ông, dinh Âm Linh, nghĩa trũng Nam Ô, miếu bà Liễu Hạnh, miếu bà Bô Bô và giếng lăng. Tháng 6 năm 2021, dự án trùng tu, phục hồi cụm di tích này đã được đồng loạt khởi công. Không chỉ là một làng nghề truyền thống lâu đời, mà Nam Ô còn là nơi lưu giữ ký ức về đất và người xưa của thành phố biển khi là một làng biển cổ có tuổi đời hơn 7 thế kỷ. Chính vì vậy, khi dự án tu bổ, phục hồi di tích triển khai, người dân ở đây ai cũng vui mừng. Được nhà nước cấp thành phố là tài trợ trùng tu một số di tích, riêng bản thân tôi cũng như toàn thể nhân dân rất là phấn khởi. Sau này thành hình rồi thì bản thân tôi cũng như toàn dân đây thì cố gắng gìn giữ những cái mà coi như nhà nước đã giúp đỡ tận tình trao cho chúng tôi để xây dựng những cái cụm di tích. Đây là một việc làm rất là có ý nghĩa lâu dài. Dự án trùng tu, phục hồi cụm di tích lịch sử Nam Ô có tổng vốn đầu tư 25 tỷ đồng. Mặc dù triển khai trong điều kiện ảnh hưởng dịch bệnh và thời tiết mưa bão, tuy nhiên đến nay, tiến độ chung của toàn dự án cơ bản được đảm bảo và dự kiến sẽ hoàn thành ngay trong năm 2021 này. Vì do ba tại chỗ cho nên là các đội thợ luôn luôn túc trực ở đây và làm tại chỗ. Cho nên khi cái phần này mà lên rồi ấy, thì là cái phần mà trang trí mỹ thuật đã có sẵn, chỉ lắp dựng thôi. Nghiệm thu trước khi lắp dụng vẫn đảm bảo tiến độ, kể cả mộc và đảm bảo tính thẩm mỹ của công trình. Theo đánh giá của các ngành văn hóa, các di tích trong cụm di tích lịch sử Nam Ô mang nhiều dấu ấn và giá trị văn hóa lịch sử, là sự tiếp biến giữa hai nền văn hóa Chăm Việt với những tập tục sinh hoạt và các lớp trầm tích văn hóa đan xen. Đánh thức tiềm năng du lịch ở làng chài cổ Nam Ô, đồng thời với việc bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa tốt đẹp từ bao đời ở đây, là yêu cầu quan trọng đặt ra từ thực tiễn. Qua đó, góp phần làm thay đổi diện mạo cũng như nâng cao đời sống người dân địa phương.